con tàu chở cát ở trên sông Cửa Tiền, và con tàu này nó đang bị nghiêng vào một bên. Nó nghiêng một bên và nó đang bơm nước ra để mà trở về vị trí cân bằng. Sông Cửa Tiền này là chạy qua khu vực phường Vinh Tân, thành phố Vinh nhá. Con tàu này khá là dài. Đây là cái con đường ven sông. Bên này là đường đường gì nhỉ? Con tàu này là chở cát đấy, chuyên hút cát ở trên sông đấy. Khá là đặc biệt. Sông Cửa Tiền này là nó không phải là một con sông lớn. Nó chỉ rộng tầm 10 đến 20 mét thôi. Hiện tại thì người ta đang bơm nước ra để cứu con tàu này. Đối với việc xây dựng nhà cửa ấy, thì thường thường người ta sẽ dùng cát sông hoặc cát suối để xây nhà, nhưng người ta ít dùng cát biển lắm. Cát biển bởi vì nó mặn, cát nước ngọt thì nó sẽ không gây sói lở bờ tường. Còn nếu như người ta dùng cát mặn ấy, thì sẽ một thời gian sau khi xây tường ấy, thì cái tường nó sẽ lở ra. Ôi khói kìa. Ok, cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Đừng quên like, comment, share để mình quay thêm nhiều video thực tế nữa.